I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, fall in love, I go crazy. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? Talk, listen close. There's just something about your voice. I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? Do you really wanna live forever, forever?
tôi xin gửi lời vấn an sức khỏe và xin chúc điều tốt lành nhất tới tất cả các quý vị đại biểu có mặt trong hôm lễ hôm nay. Tôi chính thức tuyên bố giờ phút thiêng liêng này, tôi sẽ xin trao và gửi cháu Phạm Hương Giang về làm dâu con của ông Ngọc và bà Hà, và cũng là cháu dâu của dòng họ các cụ. Dâu đây thực sự là dâu hiền, và tôi cũng chính thức trong cái thời khắc thiêng liêng này xin đón và nhận cháu Trọng Tuấn là con rể của chúng tôi và cũng là cháu rể dòng họ chúng tôi. Và lời cuối cùng, cho tôi xin được vấn an sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu có mặt trong hôn lễ hôm nay, và cũng lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các quý vị đại biểu và niềm hạnh phúc tới mọi gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Wasted time, no more hoping you'd stay. We're together.